ăn nhiều vì đã chích vaccine như vậy. Mặt cũng sưng rồi. Trời đẹp quá. What the f- Rất lâu không đi ra thì cảm giác rất là lạ. Xin chào, món ở trong là của Hàn Quốc Bros. Khi đã tiêm vaccine thứ 1, thứ nhất là lúc đó đã bị sốt rất nhiều và đau cơ và hơi sưng. Và đột nhiên nói là có thể được chích thì hôm nay mình sẽ đi vào chia sẻ về những quá trình nha. Hơi sợ, thật sự là sợ. A few moments later. Ok các bạn ơi, chúng mình đã chích vaccine rồi. Ồ, đây là ở đâu? Nguyễn Văn Trỗi. Nguyễn Văn Trỗi ở Quảng Tư các bạn ơi. Mà trước khi chích là khoảng giờ đời một tiếng 40 phút. Ồ, 40 phút, sau khi chích là lâu hơn. Lần này là thứ hai nha. Ok, sau khi về hãy chia sẻ về cảm giác đó nha. Bây giờ về nhà nhá. Trời đẹp quá. What the f- Rất lâu không đi ra thì cảm giác rất là lạ. Ok, chúng mình về nhà rồi. Thứ một thì bị sốt rất nhiều. Đau lắm. Ừ, đúng rồi. Chúng mình cũng không biết chích vaccine như thế nào. Chúng mình chích vaccine ở đâu mà đã giải thích rất là thân thiện thì chúng mình có thể chích được nhá. Lần trước mình đã chích bên trái mà lần này đã chích bên phải. Lần thứ một là AstraZeneca và bây giờ cũng là AstraZeneca. Mình nghe nói lần thứ hai thì không có bị ảnh hưởng nhiều. Thật sự là cái lần thứ nhất thì mình đã bị sốt rất nhiều. Và nếu không uống thuốc thì bị sốt rất rất nhiều và hơi bị đau cơ bắp. Và nghe nói tác dụng phụ lần thứ hai thì sẽ có ăn nhiều. Cái đó không phải là thật sự mà cảm giác như người đã bị chích lần thứ hai. Muốn có biện minh ăn nhiều vì đã chích vaccine như vậy. Các bạn tưởng làm như vậy nha. Ăn nhiều vì các bạn nha. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ok, dù sao thì nữa nếu mà có những phản ứng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Mình sẽ quay video khoảng 2 ngày quá trình về vaccine thứ hai. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tập gym nha. Xin vĩnh biệt cô. Tập gym ở nhà, tập thể dục ở nhà. Vậy? À, bắt đầu. Bây giờ là 8 giờ và đã chích vaccine sau khi 4 tiếng mà không có bị gì hết thì đã tìm tập thể dục mà chắc là không được. Dù sao không có bị gì hết nhưng mà các bạn cũng đừng tập thể dục nhé. Không biết sẽ làm như thế nào. Chắc là ở ngày mai sẽ quay tiếp tục nhé. The next day. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, 8 giờ rưỡi. Ok, bây giờ không phải bị sốt giống như vaccine thứ 1, nhưng mà cũng là hơi có bị sốt. Mặt cũng sưng rồi. Nhưng mà cái đó vì mới thức dậy thôi nhỉ, không phải là vì vaccine nha. Chỗ này là đã bị chích hơi bị đau như vậy, giống như sau khi tập thể dục. Không bị sốt nhiều nên mình không uống thuốc. Sẽ đi hỏi cho anh sáng mắt nha. Nó là 그냥 약간 미열.
미열 정도? 형은 뭐 열 같은 건 안 나? 어, 열은 나. 오케이. 오케이, 각 봐놔요. 딘 홍 란 유 벌. 딘 흰 란 유 벌. 한 성락 다 지 막. 너 럭 더이 디 컴 데 꼬이 드냐? 하이 텀 감냐? 그럼 빨라 커야? 뭐 꿈 허이 비소? nhưng mà không phải đau nhiều thứ một nhưng mà không phải bình thường. Bây giờ là sau giờ tối và cơ thể rất là ok, không có gì hết. Nhưng mà khoảng 3 giờ 4 giờ mình đã uống thuốc bởi vì hơi bị sốt và mình lo lắng về bị sốt quá nhiều. Nếu mà các bạn cũng đã chích vaccine mà cơ thể hơi cảm giác hơi lạ, hơi kỳ lạ thì các bạn cũng là hay uống thuốc nha. Uống thuốc nhiều thì sẽ không tốt, nhưng mà uống thuốc là tốt cho sức khỏe nha. Và bây giờ là 6 giờ tối và hôm nay là ngày 30 tháng 9. Ngày mai là ngày 1 tháng 10. Có thể là chỉ thị xong. Thì mình hy vọng mình có thể đi cá tốt, có thể gặp những người nhân viên của chúng mình. Sau khi hết chỉ thị, mình hy vọng là có thể gặp YouTuber Việt Nam và có thể gặp nhiều người ở ngoài giống như các bạn. Cái tốt của mình dài như vậy rồi, quá dài rồi. Ok, nếu mà các bạn đã xem vui vẻ thì hãy subscribe thật nhiều nha. Subscribe là sức mạnh của mình, năng lực của mình. Cảm ơn các bạn, mình là Trung Lập của những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.